Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn sản phẩm loa sao 3 Samsung HWN450. Thì sản phẩm Samsung HWN450 hiện tại đã có mặt tại Sao 3 TV để làm review. Thì đây là một sản phẩm được Samsung mới ra mắt trong thời gian gần đây. Thì trước mặt các bạn đây là toàn bộ sản phẩm và phần phụ kiện bên trong của loa. Vừa rồi mình đã khui hộp sản phẩm. Thì trước khi đi vào thiết kế của cái phần chính như là loa trầm và loa sao 3 ra, thì mình xin được giới thiệu với các bạn nhanh về những cái phần phụ kiện bên trong loa gồm có: đây là dây cấp nguồn cho loa siêu trầm, đây là dây cấp nguồn vào adapter để cấp nguồn cho loa thanh sao 3, còn đây là chúng ta sẽ có một cái sợi dây HDMI của hãng trang bị. Chúng ta sẽ kết nối dây HDMI này từ loa thanh với TV hoặc với laptop điện, laptop hoặc là với các thiết bị ngoại vi khác như là âm ly. Đây là điều khiển, thì cái dòng điều khiển của Samsung mình thấy rằng là đều có một cái thiết kế rất là giống nhau so với những cái series của đời từ M series trở lên. Thì đến đời N series thì cái điều khiển cũng tương tự như nhau. Nhưng ở mặt đằng sau này mình thấy có một điều đặc biệt là hãng có làm cái vân này, chấm đen này, chấm bi này, trông là rất là đẹp, nhìn lạ hơn là các sản phẩm của M series. Ở bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái sợi dây USB. Đầu USB của loa là đầu nhỏ cho nên chúng ta sẽ cắm cái đầu USB nhỏ này, và đây là đầu to. Các bạn có thể kết nối USB để phát nhạc với loa nhé. Pin để cho điều khiển. Đây là cuốn sách hướng dẫn. Cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thì sẽ trang bị cho các bạn tất cả mọi thứ về lắp đặt, chế độ bảo hành, cũng như hướng dẫn các bạn về cách sử dụng, cách kết nối loa, đầy đủ hết ở trong cuốn sách này. Còn đây là bộ phận giá treo. Hai cái giá treo này sẽ là cái giá treo loa thanh sao 3 lên trên tường. Nếu các bạn cần sử dụng treo loa lên trên tường thì các bạn mới dùng đến cái giá treo này. Thì ở bên cạnh đó đây là những cái hệ thống ốc vít để chúng ta sẽ bắt ốc với cái giá treo. Và bên trong sẽ có một cái thước đo bằng giấy. Đây bên trong đây sẽ có một cái thước đo bằng giấy. Các bạn sẽ căng cái thước đo này lên trên tường và quan theo đúng điểm của nhà sản xuất đã hướng dẫn các bạn. Rất đơn giản và hãng cũng rất là cẩn thận khi trang bị cho các bạn đầy đủ tất cả mọi thứ như là giá treo này và thước đo rất là cụ thể và đầy đủ. Như vậy là đã xong cái phần phụ kiện bên trong loa, thì sẽ gồm đầy đủ các thiết bị để các bạn chỉ việc trải nghiệm thôi. Thì sau đây mình sẽ đi vào cận cảnh hơn về cách thiết kế của giải loa thanh sao 3. Thì phía góc bên trái đây là sẽ có logo của Samsung. Ở cái bề mặt trên này của loa, đây là một dạng hợp kim đúc nha, hợp kim đúc rất là đẹp. Mình đánh giá là sản phẩm loa HWN450 này có sự thay đổi so với dòng M series của Samsung ở cái điểm là thiết kế đẹp hơn. Các bạn nhìn thiết kế các góc cạnh đều vát, đây những cái đường vát ở đầu góc này đó, mình sẽ ngả lên các bạn. Đó, các bạn thấy có một cái thiết kế vát hơn, điệu đà hơn đây, rất là đẹp. Và ở cái mặt trước này của loa, đây là mặt trước. Ở mặt trước này là một dạng lưới bằng hợp kim không gỉ, rất là đẹp, rất là sang trọng. Đó. Ở mặt trước này thiết kế bằng dạng lưới này rất là đẹp, rất bắt mắt. Tất cả những sản phẩm của Samsung mình đánh giá này, hãng đi vào cái ngoài cái chất lượng ra thì cái thiết kế cũng là một cái điểm chú ý, bởi vì thiết kế của Samsung lúc nào cũng đẹp và ngầu. Sau đây mình xin đi vào mặt sau của loa nha. Ở cái mặt sau này thì chúng ta sẽ có những cái phần như sau. Ở cái khu vực đây là tem của nhà sản xuất. Ở trên tem này chúng ta sẽ có những cái thông số về sản xuất, số email, đặc biệt là sẽ có số email của loa. Thì khi các bạn nhận được sản phẩm thì gửi lại bên mình cái số email này, bên mình sẽ kích hoạt bảo hành điện tử và số điện thoại của các bạn để chúng ta sẽ được cái hưởng cái chế độ bảo hành của Samsung. Vì mình cũng xin nói luôn về cái chế độ bảo hành của Samsung. Samsung họ sẽ bảo hành điện tử tại nhà,
Vì vậy nếu mà có một cái sự cố gì xảy ra đối với thiết bị của chúng ta thì hãng họ sẽ điều nhân viên tới tận nhà đến kiểm tra bảo hành, và khi bảo hành thì họ sẽ mang trả kết quả tại nhà luôn. Về chế độ bảo hành của Samsung thì mình đánh giá là rất là tốt. Cái khu vực này là cái khu vực mà chúng ta sẽ kết nối cái giá treo được. Đây các bạn nhìn nhé, giá treo đó, chúng ta sẽ lắp khớp giá treo và bắt vít vào đây, sau đó chúng ta sẽ treo cái giá này lên trên tường. Ok, cái khu vực ở đây thì nó sẽ gồm có, đây là cổng quang optical, chúng ta sẽ kết nối dây quang này với TV hoặc với các thiết bị khác. Đây là kết nối quang, đây là kết nối USB đó, cái dây USB vừa rồi đây chúng ta sẽ cắm vào đây, cắm vào và chúng ta sẽ kết nối với USB. Thì khi mà hãng làm một cái dây USB cấp ra bên ngoài này thì mình đánh giá là nó sẽ rất là tiện trong việc các bạn sử dụng cái USB để phát nhạc, sẽ rất là tiện hơn. Đây là cổng AUX 3.5, đây là cái cổng AUX xuất dây xuất ra cái jack 3.5 mà một đầu đỏ một đầu trắng để chúng ta có thể kết nối với các dòng TV đời cũ hoặc với âm ly nha. Bên cạnh này thì chúng ta sẽ có kết nối của HDMI in và HDMI out, hai cổng kết nối luôn, rất là đầy đủ. Khu vực này là khu vực chúng ta sẽ cấp dây nguồn, đây là cái adapter đây. Đây các bạn, đây là adapter nguồn. Thì các bạn sẽ kết nối dây nguồn vào đây để cấp điện cho loa sau bài. Đây là khu vực giá treo ở bên này. Ok, như vậy là loa được trang bị đầy đủ những cái thiết kế hiện đại nhất bây giờ. Cổng quang, cổng HDMI, kết nối USB, nghe nhạc AUX 3.5 rất là đầy đủ. Các bạn sẽ xem qua một lần về cái thiết kế của HVKN450 nha. HVKN450 có một thiết kế rất đẹp, các bạn nhìn rất là men. Mình xin giới thiệu ở cái mặt bên này. Ở mặt bên phải này của loa thì sẽ gồm có nút phần cứng như sau. Đây là tăng giảm âm lượng, thì ngoài điều khiển ra chúng ta có thể tăng giảm âm lượng trên loa trực tiếp. Đây là nút power bật tắt nguồn. Đây là nút tùy chọn các chế độ đầu vào. Ví dụ các bạn muốn kết nối loa với Bluetooth, với cổng quang, cổng HDMI thì các bạn có thể tùy chọn ở đây để loa sẽ nhận với các đầu vào nguồn âm thanh khác nhau. Ở thiết kế mặt này cũng là một biểu quát rất là biểu đà so với các thế hệ như M series thì M series Samsung cũng sẽ có nhiều cái cải tiến về cái thiết kế của loa. Đây các bạn nhìn ở bên góc này sẽ là khu vực hiển thị. Đây sẽ là cái khu vực hiển thị các thông số cũng như là hiển thị cái phần cài đặt tăng giảm âm lượng của loa ở khu vực này. Đó. Sau đây mình xin đi vào cái thiết kế của loa siêu trầm. Với cái thiết kế của loa siêu trầm thì mình thấy đây, loa siêu trầm của N series sẽ khác hoàn toàn với siêu trầm của M series trước đây. Như cái dòng N series đây thì chúng ta cũng thấy có một cái những cái điểm nhấn là những cái đường gân đây. Đây cái đường gân này làm cho loa trầm cũng có một cái thiết kế đẹp hơn, giống những cái đường gân ở cái loa thanh sao vàng. Đó là điểm đầu tiên. Cái điểm khác thứ hai nữa đó là với N series thì cái âm trầm sẽ được đẩy ở mặt ngang. Đây các bạn thấy mặt ngang này cũng có một đường gân nha. Đó, đây khu vực đẩy loa của âm trầm sẽ đẩy mặt ngang đây và cũng sẽ có một cái lớp gân cong giúp cho loa có một cái cảm giác nó không còn đơn điệu nữa, rất là đẹp. Đây là khu vực đẩy hơi trầm của loa, được đẩy ở khu vực trên đây. Ở mặt dưới này thì sẽ được trang bị như là khu vực, đây là khu vực tem. Tem về cái thông số của loa, số email cũng như là xuất xứ của loa. Đây là khu vực chúng ta sẽ cấp cái dây nguồn. Đây, cái dây nguồn này chúng ta sẽ cấp dây nguồn cho loa trầm. Và từ cái loa siêu trầm này với cái loa thanh sao băng sẽ bắt với nhau hoàn toàn là không dây. Thì về cái thiết kế của cái loa trầm N450 này mình có một đánh giá như này. Cái loa trầm N450 này sẽ có thêm những cái đường gân.
nhìn ngoan sẽ đẹp hơn, điệu đà hơn. Và cái mặt đẩy chồng là đẩy ngang chứ không đẩy dọc như dòng M series. Và cái nữa là cái thiết kế của cái loa trầm của đời N series này được Samsung họ thiết kế đẹp hơn, mềm mại hơn. Như các dòng M series thì đây là những cái đường gân gỗ, nhưng với N series này thì sản phẩm được bo hơn, các bạn nhìn đây, được bo luôn bằng một cái lớp, đây là một lớp nhựa cao cấp, một lớp nhựa giả gỗ rất là đẹp. Đây các bạn thấy bo hết xung quanh ngoài, ở mặt sau này cũng vậy, ở mặt sau này đây cái khu vực kết nối cũng được, đây bằng kim loại, đây được đóng bằng kim loại Backfit, trông rất là đẹp mắt chứ không còn đơn giản như cái dòng M-Series ở mặt sau là mình nhìn thấy những cái vân gỗ hay như các sản phẩm khác. Thì với cái thiết kế của WN450 này thì như mình đánh giá là Samsung họ đưa ra một cái thiết kế đẹp mắt hơn, gọn gàng hơn, tinh tế hơn. Còn về trải nghiệm cái chất lượng âm thanh của loa thì ngay sau đây mình sẽ làm một bài review về cái chất lượng âm thanh của loa. Thì tiếp theo clip này các bạn hãy theo dõi clip mình sẽ làm review test về chất lượng âm thanh của loa. Hiện tại thì sản phẩm loa Sava HWN450 đang được bên mình bán và phân phối với một mức giá rất là tốt so với thị trường. Sản phẩm được bảo hành điện tử chính hãng 1 năm của Samsung. Với bên mình sẽ hỗ trợ các bạn bảo hành lên tới là 2 năm trên sản phẩm. Về chế độ giao hàng thì bên mình sẽ thanh toán và giao hàng tận nhà các bạn. Khi các bạn nhận được hàng, bên mình sẽ ship tận nơi. Để đặt hàng sản phẩm HWN450, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với bên mình qua số điện thoại hotline, Facebook, Zalo là 0977 254 396, hoặc qua website của bên mình là sabatv.com, fanpage Facebook là sabatv. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua các sản phẩm lần sau. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của bên mình để nhận được những cái sản phẩm mới nhất review của bên mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.